Hello các bạn, bên đây là chiếc Hyundai E10 ha. Chiếc này thì khi mà nổ máy lên á, nó cũng bị rung giật ha các bạn. Thì lúc sớm mình test á là nó báo là cam bị mở quá cao rồi các bạn. Đây, lúc sớm mình test thì mình có chụp hình ở đây các bạn, có chụp hình đây. Mở của nó đây ha các bạn. Thì mình mở hai cái con van của cái van mở dầu cam đó các bạn. Mở ra thì cũng thấy rất là dơ ha. Cái này nãy là xịt hơi bớt rồi, nó cũng rất là dơ. Nên bây giờ mình sẽ vệ sinh tổng thể luôn ha các bạn. Mở ra vệ sinh cái phần hộng nạp, rồi mở hai cái đầu cam ra để mình vệ sinh hai cái đầu nhông cam đứng thiên nha các bạn. Đèn mở ra đây. Để mà mở được cái đầu nhông cam thì mình phải tháo cái mặt cam ra các bạn. Tháo lấy cái mặt cam này ra, cành sân cam, cành dấu sân cam rồi bắt đầu mới mở nha. Những chi tiết mà mình đang tháo ra đây chuẩn bị vệ sinh đây các bạn, tháo ra đây chuẩn bị vệ sinh nè. Bên phần mặt cam của nó đây cũng rất là dơ, chiếc này cũng rất là dơ. Chiếc này thì cũng như chiếc kia thôi, nhất cái đóng khô các bạn, khô lại. Bây giờ mình sẽ canh sân cam rồi mở lấy hai cái đầu này ra nha các bạn, lấy hai đầu cam ra. Những chi tiết trên xe thì mình đã mở rồi hết rồi đây các bạn, mở ra để làm vệ sinh nha. Bên hai cây cam của nó đây, với lại sân cam các bạn, nhìn nhớt nó khô hết luôn nè. Đây các bạn, cái xe này tính ra cái được bụi bặm bụi than rất là nhiều các bạn. Bên này đây này, bên này là bên cái đầu nhông cam à. Vệ sinh tổng thể tính ra cái xe này nó cũng nhiều chi tiết rồi các bạn, rất là nhiều luôn. Bên trên xe đây rất là dơ luôn, cạo ra lớp lớp luôn hả các bạn. Đây, mùi than mà nó rớt xuống đây, bên phần bơm nhớt đây các bạn. Cái này vệ sinh thì tầm khoảng gần 2 ngày mới xong. Rồi, sau khi đã vệ sinh sạch sẽ hai cây cam đó các bạn, thì bây giờ mình sẽ lắp cam lên nha. Đây, sau khi đã vệ sinh sạch sẽ đây, sạch cho em tiền. Giờ này lắp lên được chưa? Chết rồi. Rồi, cái này mình sẽ vệ sinh cho nó sạch ở cái phần trong này hả các bạn, rồi mình sẽ lắp lên nha. Đã nhìn nó vằn vện nhớt mà nó bám khô kiểu này các bạn. Rồi, xe đã lắp xong hết rồi hả các bạn. Bây giờ sẽ cho lên nổ máy nha. Máy nổ đây. Sau khi vệ sinh rồi tháo và lắp thì cũng đã xong rồi.
Rồi, đây đây. Mới nổ máy nó hơi rung rồi các bạn, chờ nhất nó bơm căng lên thì máy nó sẽ ổn định rồi. Rồi cái này mình sẽ cho máy nó nổ để kiểm tra các bạn. Thế là cái tiếng máy nổ cũng rất là êm à. Máy nổ êm lắm rồi. Chiếc sao cũng i10 các bạn. Chiếc sao thì đang đợi thay mà mép lắc con hả các bạn. Chiếc cho lên tàu lông sao. Rồi cái này mình đã bật AC rồi ha các bạn. Mở AC rồi nha. Rồi, như vậy là vòng tua máy đã ổn định rồi các bạn. Đây Hyundai Tucson các bạn. Chiếc này 2020 mà nó đã bị xì cái dàn lạnh ở phía trong rồi. Cái này mình đang tháo ra đây các bạn. Đang tháo ra thay cái dàn lạnh ở trong ha. Chiếc này thì bản máy dầu rồi các bạn. Rồi video đến đây kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Cái này thì mình làm gói vệ sinh động cơ các bạn.